những đối tượng nên thực hiện sàng lọc NIPT. Các chuyên gia sản khoa cho rằng, để đảm bảo mọi đứa trẻ ra đời khỏe mạnh cũng như mang lại tâm lý an tâm cho mẹ bầu, thì tất cả các mẹ bầu đều có thể thực hiện được sàng lọc NIPT trước sinh từ tuần thứ 10 của thai kỳ. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp đặc biệt các bác sĩ khuyến cáo nên thực hiện ngay khi bước sang tuần thứ 9 của thai kỳ, cụ thể như các trường hợp đặc biệt dưới đây. 1. Mẹ bầu cao tuổi. Phụ nữ ở độ tuổi trên 35 và nam giới trên 50 được xem là độ tuổi cao khi có con. Ở giai đoạn này, chất lượng tinh trùng và trứng không đảm bảo khiến thai nhi có nguy cơ mắc các dị tật bẩm sinh. 2. Mẹ bầu làm việc trong môi trường độc hại. Như thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường có chất phóng xạ, sóng từ và tia X quang, môi trường ô nhiễm. 3. Mẹ bầu có tiền sử sảy thai, thai lưu không rõ nguyên nhân. Việc thai lưu không chỉ khiến phụ nữ bị ảnh hưởng tâm lý mà còn gây ảnh hưởng tới tử cung. Tử cung bị tổn thương chưa kịp phục hồi nhưng đã có thai sẽ khiến thai nhi phải đối mặt với nguy cơ dị tật. 4. Mẹ bầu bị nhiễm virus trong giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ. Các bệnh dễ lây nhiễm ở 3 tháng đầu bao gồm cúm, sốt, thủy đậu, rubella đều có nguy cơ gây dị tật cho thai nhi. Các dị tật phổ biến có thể là hở hàm ếch, sứt môi, câm đức bẩm sinh. 5. Mẹ bầu có thói quen sử dụng chất kích thích bao gồm rượu, bia, thuốc lá hay các sản phẩm đồ uống, thực phẩm đóng hộp không rõ nguồn gốc, xuất xứ đều có thể ảnh hưởng tới thai nhi. Trên đây là 5 trường hợp mẹ bầu nên chú ý, làm xét nghiệm sàng lọc NIPT sớm để chẩn đoán các dị tật bất thường ở trẻ và có những phương pháp điều trị phù hợp cho cả mẹ và bé. Chúc mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh.